Đây, thầy vừa mới gửi chúng ta một cái bộ đề ôn thi A. Hôm trước là thầy có gửi bốn cái đề. Không? Hôm trước thầy có gửi bốn cái đề này: C2, C5, C6, C8. Rồi. Và hôm nay thầy gửi thêm cho chúng ta mấy cái này là chúng ta đi photo nha. Thầy gửi rồi, chúng ta ra ngoài tiệm á, hoặc là chúng ta có máy in á, chúng ta sẽ in ra cho thầy thêm những cái này. Vậy trong quá trình chúng ta học, chúng ta sẽ làm giải giải đề này ha, giải đề này. Cách thức học á là một buổi học lý thuyết xong thầy sẽ ra đề, thầy yêu cầu làm cái bài nào thì chúng ta sẽ làm bài đó cho thầy. Một ngày học, một ngày nghỉ ha, ngày nghỉ chúng ta sẽ lấy ra chúng ta làm ha. Rồi thì thầy nói chung là thầy sẽ cung cấp tất cả các công cụ để chúng ta làm. À, rồi có vậy chúng ta mới nắm được. Rồi rồi thì bây giờ ta lấy cái đề hôm trước ra nha. Trước ra. Rồi bây giờ giả sử như chúng ta đã có trên tay cái đề, chúng ta đã có trên tay cái đề này rồi, không? Đề hôm hai nha, chúng ta đã có cái đề trên tay này rồi. Ta in ra cầm trên tay cho thầy nha. Rồi. Bây giờ hôm trước là chúng ta đã học cách tạo thư một. Tạo thư một. Tìm kiếm. À, tìm kiếm tạo thư một. Tìm kiếm sao chép nén. Rồi. Hôm nay thầy sẽ nói tiếp cái phần tạo xích cách nha, xích cách. Rồi. Thầy nhắc lại bài cũ chút xíu. Rồi. Nhắc lại bài cũ chút xíu. Bắt đầu vô thi. Chúng ta sẽ vào phòng máy. Chúng ta ngồi, chúng ta chờ, chúng ta sẽ chọn ổ ổ G nha. Trên máy của mình á. Phòng thi là ổ ổ G nha. Ổ G. Còn ở đây máy của chúng ta đó, chúng ta có thể thực hành chọn ổ D hay ổ E gì cũng trên máy mình cũng được nha, đừng có làm trong ổ C, chỉ làm ổ D ổ E thôi nha. Hiện tại là trong máy của mình đó, là chắc chắn là sẽ có những cái thông tin rất là nhiều, là những thư mục rất là nhiều đó. Chúng ta ở đây là thầy xóa hết à, rồi ở đây là thầy xóa hết, cho nên thầy sẽ chọn riêng để cho trình bày chúng ta dễ hiểu nha. Như vậy đầu tiên thì chọn ổ E nè, đúng không? Rồi ổ E, ổ E. Rồi ổ E. Rồi chúng ta sẽ tạo cái thư mục này. Rồi đầu tiên chúng ta sẽ chọn số báo danh, họ và tên, bấm chuột phải vào đây, chọn new order. Thầy phải ôn lại từ đầu á nha. Số báo danh của mình là số báo danh số mấy, mình đi thi mình có số báo danh của mình, và tên của mình là Nguyễn Thị Mỹ Thò, ví dụ như vậy ha. Rồi Nguyễn Thị Mỹ Thò thì thường chữ Hoa diễn được hết ha, nhưng không phải giới tiếng Việt nha. Nhưng mà chúng ta nên để chữ Hoa đi cho nó đẹp ha. Nguyễn Thị Mỹ Thò. Có thể cách khoảng cũng được nha. À, có thể cách khoảng cho dễ đọc nhưng không được bỏ dấu. Nha, anh trời. Rồi, như vậy có phải là thầy đã tạo được cái thư mục này không? Bây giờ thầy nhìn trong đây nó có nè, hoa, lá, nụ, ba cái thằng này ngang cấp với nhau, nó thuộc vô nè. Cái thằng này rìa ngoài cùng nè, nó là thư mục cha, thuộc vô cái là hoa lá nụ. Như vậy là hoa lá nụ đó là con của số báo danh, họ và tên, cho nên thầy bung cái này ra ha. Thầy bấm vào đây, chúng ta sẽ chọn cái này, đây là thư mục cha. Sau đó thì bấm chuột phải, new folder, thầy ghi là hoa. Rồi chuột phải, new folder, lá,
Rồi, chuột phải, nêu, powder, đủ, đúng không? Hòa lá ngủ. Rồi, như vậy chúng ta đã thấy là mình đã tạo được cách một con. Bây giờ trong hoa thì có bích hợp, đúng không? Trong hoa thì có bích hợp, vậy thì chúng ta sẽ sổ này ra, chọn xác định là hoa. Rồi, muốn tạo thêm một con bên trong thì bấm chuột phải, chọn new border, ghi là bắt hợp, đúng không? Bắt hợp xong. Rồi, tiếp tục lá thì có hai thằng không lá và lá kim, vậy thì chọn lá, chuột phải, new border, chúng ta ghi là không lá. Rồi, chuột phải, new border, lá kim. Yeah, rồi. Rồi xong, đủ nó không có thì thôi. Như vậy chúng ta sau khi chúng ta làm xong, chúng ta bung nó ra nha. Bung ra. Bung ra. Đó, như vậy chúng ta được cây thư mục này là đúng rồi đó. Rồi. Cái truyền thống của chúng ta nhớ là thế nào cũng có tìm kiếm. Ha. Muốn tìm kiếm thì chúng ta sẽ chọn ổ xe. Ha, chúng ta chọn ổ xe. Nha, bộ thi chúng ta chọn ổ xe. Nhớ câu 2 tìm kiếm thì chọn ổ xe. Tìm kiếm và sao chép hai tập tin có phần tên chứa chữ S. Vâng, ký tự thứ hai là chữ A và phần mở rộng là DLL. Thì hôm qua thì dạy, hôm trước thì giảng rồi. Trước hết á, là chúng ta xác định cho thầy cái đuôi trước nha. DLL, như vậy thì ghi là sao chấm ha, DLL. Đó, được chưa? Chữ thường chữ hoa cũng được nha. Là sao chấm DLL nha. Thì là quan trọng cái phần mở rộng á. Sao chấm email cho thầy. Bây giờ ở đây thông tin là có tên tập tin có chữ S, và thầy thêm chữ S ở đây. S, nha. S, S. Rồi. Ký tự thứ hai là chữ A, thì thầy gọi chữ A. Xong ha. Rồi, sau đó thầy sẽ nhập vào đây, tức là sau khi mình xác định được cái này ha, mình sẽ nhập vào đây. Rồi. Ha, sẽ nhận vào đây như đây. Nhập vào đây. Đó. Mình đi tìm kiếm, nhớ phải chọn ổ C nha, rồi chúng ta mới đi tìm kiếm. Rồi, cho máy nó tìm. Rồi. Cho máy tìm kiếm ha. Ừ. Coi máy này có hay không ha, để anh đang đi tìm đó. Còn khi mà chúng ta lên chúng ta thi á, chắc buộc là phải có, đây nó có rồi nè, thấy nha, có rồi đó, mình phải gõ cho đúng nó mới tìm ra nha. Rồi, sau khi tìm xong chúng ta ngưng nó lại. Rồi, bây giờ mình mới tìm kiếm, mình mới tìm xong, mình mới chép hai tập tin nè, thấy nha, hai tập tin. Như vậy người ta không nói là kích thước bao nhiêu hết, chúng ta chọn hai cái. Nhớ phải chọn hai cái khác nhau, đừng có chọn giống nhau. Ví dụ thằng này nè, cũng Sam Klee nè, thằng này cũng Sam Klee nè ha, nhưng mà thằng này á là Sam Klee, thằng này Sam Blick là được nha, hai thằng này được nè, tên nó khác nhau thì được, đừng có chọn hai cái giống nhau nha, đừng chọn hai cái giống nhau. Vậy hai thằng này được nè, Klee nè, Clip nè, đó, thấy chưa? Tìm xong chọn được rồi thì chúng ta chép qua, chép qua thư mục bất hợp. Vậy thì thầy sẽ bấm chuột phải vào đây. Thầy nhấn copy. Rồi, thầy chọn thư mục bất hợp. Thầy bấm chuột phải. Thì nhấn nút pass. Rồi, như vậy là thầy đã hoàn tất xong câu thứ hai. Nha, rồi. Câu thứ ba. Nén hai tập tin đã sao chép được ở câu 2 với tên extra chip trong thư mục lá. Rồi, vậy thì bây giờ đó có hai cách làm câu này nha, có hai cách làm câu này. Cách thứ nhất thì bấm chuột phải, để bấm vào trong add to achieve. Rồi, trong này thầy sẽ đặt tên nó là extra, như vậy ở đây sẽ gõ là extra.
S-car. S-car. Rồi, sau đó thầy chọn zip, đúng không? Rồi, chọn zip. Rồi, thầy bấm OK. Như vậy là thầy đã nén được hai cái này thành cái cục này nè. Cái là người ta gọi là tập tin nén á. Nén được rồi. Nhưng mà lúc này nó nén, nó nằm ở trong thư mục bích hợp là không đúng, đúng không? Người ta kêu nén trong thư mục lá. Vậy thì thầy sẽ cắt nó đi hoặc sao chép cũng được nha. Rồi, chuột phải thì cắt nó đi, cắt nó đi. Rồi, thầy mới chọn thư mục lá. Thì chuột phải thì pass ra. Rồi là xong. Đây là cái cách thứ nhất. Còn nếu chúng ta muốn làm cho tiện, khỏi mất công chép qua, thì đây, sau khi chúng ta tìm ra, phải không? À, sau khi chúng ta tìm ra nè, rồi sau khi chúng ta tìm ra, chọn xe, sau khi tìm ra nha, rồi. Sau khi tìm ra xong, đây, mình nhớ tìm kiếm ta để trong ổ xe nha. Rồi, để chúng tìm ra. Rồi, tìm xong, chúng ta sao chép nó vào trong thư mục nào? Trong thư mục bích hợp đúng không? Rồi, tức là trong thư mục mình có đây nè. Rồi, tại đây, muốn nén, chọn hai cái. Bấm chuột phải actual chip giống y chang giống hồi nãy, nhưng xin lỗi, nén xong mình đặt tên nè, nén chip rồi nó OK. Vậy thao tác này nó tạo ra thư mục nén nằm ở đây, mất công mình phải dời nó vào trong thư mục lá, chỉ bằng chọn cả hai, bấm chuột phải cũng actual chip, cũng nén, phải không? Cũng zip, không gì khác hồi nãy đúng không? Nhưng để khỏi mất công sao chép di chuyển thì ta bấm nút browse. Bấm nút browse, mình mới bung cái ổ đĩa ra, bung thư mục mình ra, mình chọn thư mục lá, rồi mình bấm save. Rồi, thế là xong. Như vậy thì khi chúng ta mở thư mục lá ra, thấy có tập tin này trong tay. Thôi ha. Rồi, tôi nói lại lần nữa nè. Còn không thì chúng ta làm hai bước cũng được nha. Hai bước để khỏi mất công thôi. Ha. Mình làm bước này thì khỏi mất công, nhưng mà nó dễ. Còn bạn nào muốn làm một bước thì ta vào đây. Sau khi chép xong và thư mục bích hợp, chúng ta chọn cả hai. Bấm chuột phải, chọn actual chip, đặt tên, nén, zip. Rồi, sau đó chúng ta kích vào nút browse. Chúng ta đi tìm cái thư mục mà mình cần chứa, đó là thư mục lá. Sau khi xác định thư mục lá xong, chúng ta bấm nút save. Rồi, ta bấm OK. Rồi, như vậy chúng ta đã hoàn tất xong được cái câu thứ ba. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm cái bài câu thứ tư. Tạo shortcut cho phần mềm Notepad và phần mềm Pen trong thư mục lá kìm. Rồi, chúng ta không có cần ghi gì nha. Bạn nào muốn ghi thì ghi, không ghi thì thôi. Thầy sẽ lưu lại cái file, thì quay lại cái phim đó. Có mấy bạn giờ mới vô. Rồi. Rồi bây giờ nè, thầy giải thích câu thứ tư. Mấy câu trên mình làm được rồi, bây giờ câu thứ tư nè.
tạo shortcut cho phần mềm Notepad và phần mềm Pen trong thư mục lá kim. Ha. À, mấy em sửa cái đề dùm thầy á, là cái tên của nó là MS nha, chứ không phải Pen không thôi nha. Rồi, ok. Rồi, bây giờ muốn làm câu 4. Chép vào trong thư mục lá kim thì chúng ta chọn lá kim trước nha. Tạo sức kích trong thư mục nào thì chọn thư mục đó trước. Cụ thể ở đây là thư mục lá kim. Sau đó chúng ta bấm chuột phải chỗ trống này. Chúng ta bấm New Shortcut. Nó xuất hiện chúng ta một hộp thoại. Và chúng ta chỉ việc là ghi cái tên Notepad vào. Notepad. Đây, Notepad. Notepad. Rồi, sau đó chúng ta bấm Next. Đây, nó tìm ra cho mình rồi nào. Sau đó chúng ta bấm Finish. Chúng ta đã tạo ra được một cái socket nằm đây. Tương tự như vậy. Câu hai. Tạo socket cho phần mềm NFN thì cũng vậy thôi. Thì chúng ta chọn thêm một lá kim. Chúng ta kích vào chuột phải bên đây. Chọn New, chọn Shortcut. Rồi, trong này chúng ta sẽ gõ là MS Pen. Rồi, sau đó chúng ta bấm nút Next. Rồi, nó tìm ra. Sau đó chúng ta bấm Finish. Như vậy chúng ta thấy là tạo shortcut là dễ chứ không khó, đúng không? Rồi, như vậy chúng ta đã biết cách. Như vậy là phần Windows này chúng ta phải làm cho được nha. Rồi, xong. Rồi. Như vậy chúng ta đã nắm các cách thức tìm kiếm, sao chép, nén. Vậy bài tập thầy ra là như sau. Rồi, chúng ta sẽ vào trong bộ đề TA của mình nha. Rồi, mở các đề mà có Windows làm lại cho thầy. Trong quá trình làm, chỗ nào không hiểu thì nhắn tin nha. Đó, như vậy là mình bài tập thầy ra nè, có đề rồi. À, mai lại là in ra cái bộ này cho thầy, và in ra cho thầy, làm cho thầy mấy cái phần Windows. À, cái nào có Windows ta làm nha. Đề nào có Windows, có đề làm cho thầy nha. Rồi, nó tóm lại những cái đề Windows làm hết cho thầy. Đó là cái yêu cầu để chúng ta nắm được phần Windows nha. Rồi, xong. Bây giờ hôm nay chúng ta bắt đầu làm Word. Ha, đi qua phần Word. Thì hôm trước thầy nói làm sao? Sau khi chúng ta làm câu 1 xong nha, sau khi làm câu 1 xong. Rồi. Sau khi làm câu 1 xong thì chúng ta sẽ qua phần Word, đúng không? Phần Word. Rồi. Thì yêu cầu trước khi làm Word, PowerPoint, Excel thì chọn lại ổ thư mục của mình. Chọn lại thư mục của mình nha. Bấm chuột phải, New. Rồi. Chọn Word. Nhập số báo danh vô 12345. Rồi. Gõ thêm tên mình vô nếu muốn, còn không thôi Nguyễn. À, Nguyễn Thị Mỹ Tho. Nguyễn Thị Mỹ Tho. Thấy chưa? Ok. Tiếp theo chuột phải, New Excel. Nhập vô 12345. Em nào muốn ghi thêm số báo danh cũng được, mà không cũng được nha. À, xin lỗi, ghi thêm tên cũng được, mà không cũng được, chỉ cần số báo danh là được rồi nha.
Rồi, ok. Tiếp tục. Chuột phải. New. Chọn PowerPoint. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi, chúng ta enter xong. Như vậy phải bảo đảm trong thư mục Nguyễn Thị Mỹ Tho của mình là có đầy đủ ha ba cái tập tin này để chờ chúng ta vô chúng ta làm. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu làm từng Word trước. Rồi, vậy thì muốn làm Word, chúng ta double click lên. Vào đây, làm cho thầy 6 bước. Đây, 6 bước mà hồi chiều á, thầy gửi cho chúng ta nha. Rồi, chúng ta coi lại giùm thầy nha. Rồi, 6 bước. Đây, 6 bước. Đây, thứ nhất là view ruler. Thứ hai, chọn đơn vị raw. Thứ ba, chọn phía A4. Thứ tư, chọn lề. Thứ năm, đổi khoảng cách paragraph. Và thứ sáu, chọn phông chữ. Thì cái này thầy mới gửi hồi chiều. Chúng ta in ra, chúng ta quay lại nha. Và chúng ta cố gắng học thuộc các bước này để chúng ta khỏi mất thời gian. Các bước làm rẹt cho nó xong cái này. Thì bây giờ thầy làm lại 6 bước nha. Rồi. Bây giờ trong cái đề của mình, đây, thầy lấy cái đề ra đó. Rồi, đề ra đó. Bây giờ thầy mới làm theo các bước nào. Đây. Rồi. Bước thứ nhất. Nha. Thì đóng bớt cái này đi. Nhiều quá. Rồi. Đây, các bước nha. Rồi. Bước thứ nhất vào view ruler. Hiện tại là máy của chúng ta đó đang có cái thước này thì thôi, nhưng mà trên phòng máy nó sẽ không hiện ra, cho nên chúng ta phải vào trong view, chúng ta bật cái thước lên. Còn lát nữa máy mình đừng có vào đây nha, bấm vô là nó tắt đó nha. Rồi, bước thứ nhất chúng ta làm xong đúng không. Bước thứ hai, chọn đơn vị đo. File option. Vào van. Dời xuống. Nè. Trên phòng máy của mình, nó sẽ là in. Và chúng ta sẽ chọn là cm. Ok. Bước thứ hai. Bước thứ ba, page layout. Chọn size cho A4. Page layout. Chọn size cho A4. Bước thứ tư, page layout. Margin, custom margin. Page layout. Margin, custom margin. Rồi. Chọn lề giấy top, bottom, left, right theo yêu cầu để cho. Đây, chúng ta nhập vào đây ha. Đề cho bao nhiêu chúng ta nhập vào đây. Nha, ví dụ đề cho các lề là 2. Ta sửa vào đây. 2. Rồi, ta bấm ok. Được chưa? Rồi. Bước thứ 5. Ta sẽ vào home. Bấm mũi tên ở paragraph. Đây. Vào home, bấm mũi tên paragraph. Rồi, chỉnh ha, after đang là 10, sửa lại thành 0. Đây, 10, sửa lại thành 0 cho thầy. Thành 0, nha, sửa lại thành 0. Ok, xong ha. Rồi, cái thằng line spacing, chúng ta sẽ chọn là single. Nha, bên đây là 10, bên là single. À, thầy viết thiếu ở đây, lát là thầy viết lại nha. Tức là after mình cho bằng 0, line spacing cho single,
ha, là được. Ok rồi, là xong. Bước thứ 6, chọn phông chữ thì bấm mũi tên ở phông, bấm mũi tên ở phông. Thế nha, trong này chúng ta sẽ chọn Times Roman ha, chúng ta chỉ cần gõ chữ T I M E S cái rồi để chọn Times Roman. Sau đó chúng ta sẽ chọn phông chữ thường là 12-13 ha, 12-13 là được. Sau đó chúng ta nhấn nút Set as Default nè, bấm nút Set as Default. Rồi. Rồi. Sau đó chúng ta sẽ chọn All Document. Rồi, ta bấm OK. Xong. Nha. Rồi, bây giờ thầy để cho chúng ta làm lại cho thầy cái phần này. Nha, làm lại cho thầy phần này. Rồi, như vậy thì bây giờ chúng ta đã có đề rồi. Cái đề này chúng ta in hôm trước rồi. Thì yêu cầu mấy em, à mấy anh chị lấy cái đề này ra. Ha, lấy cái đề 022 này ra. Rồi, 022 này ra. Rồi sau đó làm cho thầy cái phần này. Rồi qua phần Word. Trước khi chúng ta đi phần Word. Rồi, thầy để cho chúng ta 15 phút nha. 15 phút để làm cho xong cái phần này. Bạn nào chưa xong thì chịu khó hỏi lại bạn khác nha. Hoặc là mỗi bữa thầy sẽ nhắc tiếp chúng ta. Chúng ta sẽ có 15 phút để làm các thao tác này. Bây giờ là 6:30. Không? Rồi 7:45 thầy sẽ vào lại lớp. Rồi, bây giờ chúng ta làm đi nha. Thầy vẫn đang ngồi đây. Nếu bạn nào thắc mắc gì cứ hỏi. Rồi, lớp có nghe yêu cầu của thầy không? Dạ, nghe thầy. Ok, rồi làm đi nha. 15 phút sau thì quay lại.
Rồi chúng ta làm có được không? Dạ được con thầy. Ok, xong chưa? Chắc đang làm hả? Rồi làm đi, 5 phút nữa thầy, à quên, đúng. Rồi, bây giờ mình sẽ qua phần khác nha. À, bạn nào mà chưa làm được á, thì thầy có gửi video nha, không sao cả, để mình qua phần khác. Đây, cứ mỗi buổi như vậy á, xong là thầy sẽ gửi cái file video thầy vừa hướng dẫn nè. Hướng dẫn nè. Vừa hướng dẫn ha. Rồi đây. Chúng ta có cái đó, thầy gửi video mở ra xem lại những gì thầy hướng dẫn là có hết nha. Rồi ok. Bây giờ mình sẽ qua cái phần Word nha, phần Word. Rồi. Một cái đề thi như vậy là gồm có thứ nhất á, là phần Windows. Phần thứ hai là phần Word. Rồi. Bây giờ mình thầy sẽ hướng dẫn chúng ta làm phần Word. Phần Word thì gồm có hai phần. Phần thứ nhất là chia cột tràng hình một đống như thế này nè. Chia cột nè, tràng hình nè, cái khung nè, một đống như thế này. Còn ở dưới là một cái bảng. Cái đề nào cũng vậy hết á, hai phần. Thầy cho qua cái đề thứ hai. Nha, cái đề thứ hai. Nha, thứ hai. Đây, để chúng ta biết cấu trúc của nó mà chúng ta có một cái hình dung trước nha. Hình dung trước để chúng ta học cho nó dễ chứ gì hết á. Đây. Đề nào cũng có phần cơ bản, có phần Word, chia cột, tràng hình. Rồi. Bảng, vân vân. Như vậy thì hôm nay thầy sẽ hướng dẫn chúng ta phần trên. Phần trên tức là phần chia cột tràng hình. Và hôm sau mình sẽ học cái phần làm tab và tạo bảng. Vân vân ha. Thì chúng ta thấy để làm được phần trên, cái phần này là 3 điểm á, đây là 3 điểm á. Ha. Thì mình làm một nửa thế này là mình được 1 điểm rưỡi. Phần dưới đây 1 điểm rưỡi nữa là tròn vẹn 3 điểm nha, tròn vẹn 3 điểm. Rồi. Trở lại cái đề của mình. Đây, thầy sẽ hôm nay thầy sẽ hướng dẫn chúng ta làm cái phần trên đây. À. Thì để làm được một cái đề như vậy. Rồi, chờ thầy xin thầy quay cái đã nha. Quay để có cái file video mà gửi cho lớp chúng ta chứ. Nha. Rồi, ok. Rồi, chúng ta nhìn vào một cái đề. Chúng ta đừng có rối rắm. Thấy ôi trời ơi, nhìn vào đây sẽ biết làm ta, rối rắm vào đây. Ha. Thì chúng ta sẽ giãn tiện bớt cái khung ở ngoài, coi như không có. Cái chữ này coi như không có. À, thầy đang phân tích đó, để chúng ta làm. Cái hình này coi như không có. Cái này coi như không có. Rồi, cái này không có luôn. Và cái này không có luôn. Thấy chưa? Rồi. Như vậy nhiệm vụ chúng ta làm sao? Mới vô nhập chữ cho thầy. Nhập chữ nha, nhập chữ thôi. Còn giữ chúng ta thấy không? Nhìn thấy nó đơn giản chưa? Còn hồi nãy một đống, tức là sau khi làm xong nó ra như vậy. Nhưng mà khi mình á bắt đầu mình làm thì thầy nhắc lại một lần nữa là vô không quan tâm đến mấy cái hình ảnh râu ria đó, mà chúng ta chỉ yêu cầu nhập chữ vô cho thầy mà thôi. Thì đây, để khỏi mất thời gian thì thầy đã nhập cho chúng ta rồi nha. Thầy đã nhập chúng ta rồi, chúng ta sẽ lấy cái dữ liệu thực hành này ra chúng ta làm. Đây, đây hội chứng cơn bão nha, hội chứng cơn bão. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ copy nè. Mở cái file của thầy ra copy nè. Rồi vào thư mục của mình hồi nãy á. Mở thằng Word ra. Rồi, sau đó chúng ta dán vô.
xong tôi dán vô. Nhớ enter về ba dòng nha, tôi dán vô. Tôi dán vô. Rồi, kịp không? Tôi nói lại lần nữa. Thế lần nữa nè. Như vậy là sau khi chúng ta làm xong được bước này xong, chúng ta làm quạt, mở quạt ra. Bắt đầu chúng ta làm 6 bước ha, làm 6 bước như vừa rồi. Sau đó chúng ta nhớ enter cho thầy vài dòng ha, rồi sau đó mình mới nhập dữ liệu vô. Bắt đầu nhập dữ liệu vô tức là lấy cái đề ra, chúng ta nhập vô ha. Cái đề chúng ta bắt đầu nhập vô. Rồi cái đề đó là cái gì chúng ta nhập vô. Đây, hội chứng cơn bão cytokine ha, cytokine. Rồi nhập vô. Ha, rồi như vậy là bắt đầu thầy nhập nè. Thầy enter vài ba dòng, sau đó thì gõ vô hội chứng ha. Rồi. Cytokine. Cytokine đó, đúng không? Thầy nhập vô. Nhưng vì để cho chúng ta phải mất thời gian cho nên thầy đã nhập sẵn rồi và chúng ta chỉ việc lấy ra dán nó vô đây thôi để chúng ta bớt thời gian để chúng ta học cái khác ha. Cái nhập thì chúng ta phải tự nhập lấy đó, thấy chưa? Như vậy từ một cái file dữ liệu ban đầu nó như vậy thì thầy đã loại trừ hết tất cả những cái rô riêng và chúng ta nhìn vô đây, chúng ta chỉ nhập chữ với thầy mà thôi. Đấy chưa? Rồi, chỉ nhập chữ với thầy mà thôi. Đó, nhập chữ với thầy. Sau đó, chúng ta mới phân tích nè. Đề nè. Chúng ta thấy hội chứng cơn bão cho đến hệ thống. Nó là một cái đoạn văn. Đấy chưa? Một đoạn văn. Chúng ta sẽ nhập xong. Chúng ta phân tích nè. Hội chứng cơn bão cho đến hệ thống tới đây enter xin cho thầy đó, chúng ta phải phân nó ra. Bây giờ chúng ta phải phân nó ra rồi, ok, phải phân nó ra rồi, phân nó ra. Bây giờ chúng ta mới xử lý nè, chúng ta sẽ xử lý cái đoạn văn. Đoạn văn này nó thuộc vào bên trái ha, bên lề ngoài nó thuộc vào bên trái, đồng thời nó được đóng khung hai đường trên đường dưới và bên trong nó có màu và hoa văn. Vậy thì muốn làm được như vậy, thầy sẽ cung cấp cho chúng ta các công cụ như sau. Rồi, thứ nhất chọn khối, thấy chưa? Rồi chọn khối. Thứ hai, trên cái thước chúng ta nó có cái nút ha, ba nút, cục vuông, cục tam giác trên, cục tam giác dưới. Bên trái, xin lỗi, bên phải có một cái cục tam giác. Bây giờ vậy thì cục vuông và cục tam giác có tác dụng gì? Đoạn văn đang ở ngoài cùng mặc định, chúng ta muốn kéo thuộc vào thì chúng ta dùng cục vuông. Cục vuông có tên là lap indent, chúng ta kéo nó vô. Thấy chưa? Rồi, ok. Như vậy thầy cung cấp cho chúng ta thứ nhất ha, là kéo xin lỗi, trên thước, trên thước. Dạy cho dễ đi. Phía trái ruler có các biểu tượng, biểu tượng ha, có các biểu tượng. Rồi, rồi, vuông, vuông dùng để kéo toàn bộ đoạn văn rồi. Kéo cục vuông dùng để kéo toàn bộ đoạn văn phục vào
so với lề trái. Nha, ta cung cấp mấy cái này chúng ta. Rồi, vuông so với lề trái. Rồi, so với lề trái. Rồi, ok. Cục dùng từ coi như kêu là bằng cái gì? Hôm nay dễ hiểu ha. Rồi, tại vì á mình trong trình học nó không nói cái cục này cục kia đâu, mà nó là cái biểu tượng nè, cái left ending là right ending thôi. Bây giờ thầy dùng cái gọi là mình dân đi, chúng ta dễ hiểu ha. Cục tam giác trên ha, bây giờ này, nè, phía bên trái nè có cái biểu tượng nè, nhất là cục vuông nè, dùng để kéo là một băng thuộc vào so với trái. Bây giờ rồi, cục tam giác trên ha, để thuộc chỉ dòng trên, dòng trên chỉ thuộc vào dòng trên ha, chỉ để thuộc, chỉ để thuộc ha, chỉ để thuộc, chỉ để thuộc dòng trên. Rồi, ok. Cục tam giác dưới ha, cục tam giác dưới chỉ à, xin lỗi, là thuộc các dòng dưới, các dòng dưới, dưới trừ dòng đầu, trừ dòng đầu. Đó, thầy ghi nôm na như vậy chúng ta dễ hiểu và chúng ta dễ theo dõi, chứ thầy không làm một lúc nha. Cục đó, cái thầy không có minh họa xong rồi chúng ta không ghi này chúng ta không nhớ đâu nha. Rồi, rồi đó là phía bên trái. Còn phía bên phải, phía bên phải làm ta dễ nhớ hơn ha. Phía bên phải thước, không, thước có cục tam giác à, để gì, để kéo à, toàn bộ bộ đoạn văn, đoạn văn thuộc vào so với, so với lề trái, lề trái. À, chúng ta chịu khó theo dõi như vậy mình mới nhớ lâu, chứ còn thầy nói thì dễ, rồi chúng ta xong rồi chúng ta không nhớ nó là cái này gì nha. Cho nên chúng ta phải chấp nhận cái cách thức mà thầy hướng dẫn như vậy đó. Ok, như vậy là à, chứ còn mình nói thầy ơi, thầy cứ nói đi, kéo vô là tụi em nhớ rồi, tụi con nhớ rồi. Không, nhớ mà dễ quên lắm, sau này gặp cái đề khác chúng ta không có nhớ đâu. Cho nên cứ nhớ cho thầy, chọn đoạn văn thầy giải thích nha. Nãy thầy ấy, bây giờ thầy giải thích nè. Rồi, bây giờ hồi nãy có đoạn văn này á, nhất là mình xác định đoạn văn nha. Rồi, đoạn văn, đoạn văn đó. Bây giờ nếu chúng ta thấy mấy đề mà đoạn văn thuộc vô thì sẽ chọn hết đoạn văn đó, kéo cục vuông, kéo vô. Nhưng nhiều khi cái đoạn văn người ta không kéo thuộc vô hết nha. À, người ta không kéo thuộc vô hết. À, không kéo thuộc vô hết. Mà cái đoạn văn người ta chỉ dùng tam giác trên. Như vậy tam giác trên thuộc dòng đầu, các dòng dưới giữ quyền. À, chúng ta hiểu như vậy để gặp cái đề nào chúng ta biết cách xử lý. Rồi, ok. Còn cục tam giác dưới là để kéo các dòng dưới thuộc vào dòng đầu diễn nguyên. Đó, để nó ra cách tới như vậy, chúng ta cứ dùng công cụ đó. Như vậy cung cấp cho chúng ta các công cụ trên cái thước để chúng ta làm điều này. Rồi, còn tam giác à, còn cái tam giác bên phải thì sao? Còn cái tam giác bên phải thì dùng kéo các đoạn văn thuộc vào so với bên phải vậy thôi. À, sau này nhiều khi người ta cái đề người ta ra, ta kéo vô chỗ trống để người ta chèn cái gì vào đây thì chúng ta biết cách mà người ta làm. À, kéo nói chung là cắt ngắn bớt cái đoạn văn thì ta dùng các thao tác đó. Cục vuông kéo lề bên trái vào, tam giác cái đường bên phải vào, và thậm chí
có thể là vừa kéo cục vuông vừa kết tam giác rồi lưa luôn, ví dụ như đó, cái đề nó ra nè, kéo thuộc vào bên đây rồi kéo thuộc vào bên đây, thấy chưa, rồi sau đó là dùng tam giác trên kéo vô đó, ví dụ như vậy thì chúng ta biết cách ta làm nha. Như vậy là chúng ta đã biết các công cụ này để chúng ta giải quyết xong. Cái nào xong thì cho màu đỏ làm ta biết ha. Rồi kế tiếp ha, cái này là đây là cắt ngắn ha, cắt ngắn đoạn vàng à, đó thấy chưa, cắt ngắn đoạn vàng đó, thì cái tiêu đề của đây đã cắt ngắn thì chúng ta sẽ dùng cái này. Bây giờ tiếp theo là chúng ta sẽ giải quyết vấn đề thứ hai từng bước nha. Thầy hy vọng là chúng ta sẽ nắm hết toàn bộ cái này, là chúng ta gặp đề nào chúng ta cũng làm được hết, chúng ta không còn sợ cái quật nữa ha. Rồi ok, tiếp theo cái đề của mình, như vậy mình giải quyết được thứ nhất là cái cục vuông vô, thứ hai là chúng ta thấy cả khung và có nền bên trong, vậy thì chúng ta sẽ qua một cái phần mới, đó là chúng ta kẻ khung rồi ô nền cho đoạn văn ha, kẻ khung tô nền cho đoạn văn, kẻ khung tô nền cho đoạn văn. Này, cái không tôi mình cho nó vào. Rồi. Bây giờ thầy làm trước thì thầy ghi sau nha. Rồi, bây giờ muốn kẻ khung thứ nhất là chúng ta phải chọn đoạn vàng. Phải chọn đoạn vàng. Không. Để chọn đoạn vàng. Đó, như vậy thì bây giờ thầy sẽ chọn đoạn vàng trước. Chọn đoạn vàng. Đó, kéo vô đó. Rồi bây giờ thì kéo vô xong thì chọn đoạn văn đó, muốn cả khung thì vào trong home thì bấm vào trong biểu tượng border selection đây, đây thì bấm vô cái biểu tượng nha, rồi thì dời xuống chọn border selection, rồi nó nằm ở đâu, chọn khối nè, chúng ta vào trong home, chúng ta bấm biểu tượng này sổ xuống, bấm border shading, thấy chưa, rồi trong này chúng ta sẽ chọn kiểu khung trong ô style, cái style này chúng ta sẽ chọn kiểu khung đó, đề cho kiểu khung gì tôi chọn kiểu khung đó, thấy chưa, rồi có nghĩa là chúng ta sẽ vào trong đây, chúng ta sẽ chọn kiểu khung trong style, ví dụ thầy chọn giống như đề là cái này, rồi thầy bấm ok, ok thì thấy chưa, như vậy thì đã kẻ kẻ được khung rồi đó. Như vậy muốn kẻ khung thì chọn đoạn văn, rồi chúng ta vào home ha. Chúng ta chọn border, chọn border and shading, border and shading. Rồi. Trong đây thì chúng ta sẽ làm sao? Trong đây thì chúng ta sẽ chọn kiểu khung trong style. Rồi chọn khung, như vậy mình đã làm được cái đó. À thì khung ha. Rồi, chọn xong thì vào trong home, thì vào trong border shading. Rồi thầy sẽ chọn khung, thấy chưa, chọn khung đây, thầy làm lại nha, chọn khung nào, vào home và border shading, rồi thầy chọn khung, tuy nhiên trong đây mình đã đóng khung được rồi, còn nếu như đề
muốn bỏ khung nào, chúng ta cứ việc kích vào trong đó ha, kích vào đó mất, kích vào đó mất. Rồi, như vậy là trong cái ô preview này chúng ta có thể điều chỉnh thêm cái khung kiểu nào. Thông thường nó cả khung cho mình bốn cạnh, thầy muốn bước một cạnh thì tắt nó đi đó, muốn cái cạnh tắt nó đi vậy thôi ha. Vậy thì muốn bước nè, thấy để thấy không, thì chọn ngoài nè, đương trỏ vào thì kéo nè, chứ thầy không chọn vậy đâu nha, lưu ý chỗ cái thao tác chọn của thầy á, thì đương trỏ ra ngoài nè, kéo vô. Rồi thầy vào trong home và border student. Rồi rồi thầy bấm vào đây thì nó xuất hiện ra, rồi nó kẻ khung bốn phía, muốn tắt khung nào cứ việc bấm tắt ha, tắt tắt, muốn bấm lại cứ kích vào đây. Như vậy là đối với bài này mình đã kẻ khung được cái đó, giống y chang vậy đúng không? Rồi như vậy thì sao, chọn kiểu khung trong style, rồi sau đó ha bỏ ha, cần bỏ, cần bỏ cạnh nào, cạnh nào thì click vào cạnh đó, thấy chưa? Rồi cạnh đó à, đó trong khung preview, preview chúng tôi không biết bật ở đâu hết nha. Rồi đây, đây chọn xong rồi, vào border student, đây là khung preview nè ha, à, cần bước khung nào thì bước cạnh nào thì tắt cạnh đó. Rồi kế tiếp chúng ta muốn cho nó có cái nền và có hoa văn của nền thì ta vào student nha. Student thì nó có cái fill nè, view là chọn màu trơn, ví dụ thầy chọn màu trơn, màu trơn là nó một màu thôi, là một màu thôi, thấy chưa? À một màu. Nhưng mà ví dụ thầy muốn là có hoa văn bên trong thì trong cửa sổ này thì bấm thêm cái style ha, style pattern là cái nền nó có hoa văn á, thì thầy bấm tiếp style thì chọn hoa văn, đóng hoa văn dưới đây ha. Rồi đề nó cho mình cái kiểu nào thì mình chọn kiểu đó, ví dụ đề nó cho kiểu này, không giống cũng được nha, không bắt buộc 100%. Rồi xong, như vậy là chúng ta đã biết cách cả khung tô nền và làm hoa văn cho nó. Rồi như vậy thì mình sẽ ghi sau đây, mình sẽ ghi là rồi đó, chọn kiểu khung size, nếu cần, nếu cần tô màu nền và tô hoa văn thì chọn, chọn thẻ shading, shading à, chọn shading, shading nha, shading. Rồi đây, muốn tô, ví dụ thì muốn cho này cho nó vàng, muốn tô màu bay, xin lỗi, muốn cả không tô viền vào home, vào border shading. Rồi thứ nhất là chọn kiểu, muốn tắt kiểu nào bấm kiểu đó, còn không để nguyên, ví dụ như thế. Muốn có hoa văn bấm vào shading ha, chọn màu trong fill và chọn hoa văn trong style, trong style, ok xong thế chưa? Rồi như vậy mình ghi tiếp cái này, ra hoa văn thì chọn thẻ shading. Rồi sau đó, sau đó, sau đó rồi
Sau đó trong đây thì chúng ta chọn màu trong fill. Rồi, chọn hoa văn trong style. Rồi, xong. Như vậy chúng ta đã xong được cái phần của đoạn văn thế này. Rồi, ok. Tiếp tiếp. Mình chỉ cần học chậm chậm từ từ thôi. Chúng ta nắm rồi tương tự mấy đề khác chúng ta làm giống vậy nha. Nói chung á, thầy cung cấp như vậy, sau này đề nào mà cần cái khung, cắt khung thì chúng ta dùng các biểu tượng này. Cái nào muốn tô màu nền thì chúng ta chọn khối ở ngoài nha. Thì chúng ta vào border shading. À, nhớ như vậy. Ok. Rồi, tiếp tục. Mình đã làm được cái phần thứ nhất. Giải quyết cái đoạn văn còn lại. Qua cái đề nó làm sao? Cái đề này nó có chia làm hai cột. Hội chứng cơn bão và cho đến cuối ở đây nó chia làm hai cột, đúng không? Rồi, vậy thì chúng ta sẽ qua cái mục thứ hai. Rồi, mục thứ hai. Rồi, tức là chia cột cho đoạn văn. Chia cột cho đoạn văn. Mình học ít nhưng mà làm bài tập nhiều đó nha. Nhớ là yêu cầu làm bài tập nhiều cho thầy đó. Rồi, ok, chia cột cho đoạn văn. Rồi. Rồi. Lưu ý nào. Trước khi chia. Lưu ý trước khi chia. Lưu ý quan trọng. Rồi. Trước khi chia ta phải enter ở đoạn văn cuối cùng ha. Ở cuối đoạn văn chứ, xin lỗi, ở cuối đoạn văn, cuối đoạn văn. Thấy chưa? Trước khi chia chúng ta, trước khi chia cột ta phải enter ở cuối đoạn văn. Thì đây cuối đoạn văn của thầy đây, thầy muốn enter, muốn chia cột thì phải đương cho cuối đoạn văn nè, enter nha. Rồi, cuối đoạn văn phải enter. Tại sao như thế ha, thì thầy sẽ giải thích từ từ nha. Bây giờ cứ làm theo thầy. Thứ nhất là muốn chia cột, trước khi chia cột ta phải enter cuối đoạn văn, còn không enter thì nó làm sao? Rồi, như vậy thì enter xong. Bước thứ hai, chọn đoạn văn, không chọn gì nha. Tại sao như thế? Rồi, chọn đoạn văn. Rồi, như vậy là bước thứ hai. Rồi, đó là bước thứ nhất. Bước một đi. Rồi, ta ghi cho dễ hiểu. Trước khi enter đoạn văn, bước thứ hai, chọn toàn bộ đoạn văn, chọn toàn bộ đoạn văn nhưng không chọn dư dòng nha. Không chọn dư dòng có nghĩa là đây, thầy chọn đoạn văn thì chọn vừa đủ thôi, thầy không chọn dư như vậy. Tại sao như thế nha? Rồi, nhớ là cách chọn thì đương rõ ra ngoài thì chọn nha. Rồi đó, tức là thì đương rõ ra ngoài lề á, nếu biến thành mũi tên quay vào thì bấm từ chọn xuống. Chứ thầy không chọn vậy đâu nha. Tại sao như thế? Thì làm được thì mình sẽ thầy biết. À, thầy chọn đây, nhớ cách chọn như thầy. Sau khi chọn xong, đúng, thầy sẽ vào trong Face Layout. Thầy bấm Column. Thầy chọn More Column. Nha, rồi.
Như vậy thì sau khi chọn xong, thầy sẽ bấm vào trong Page Layout. Rồi, thầy sẽ chọn Column. Rồi, thầy chọn More Column. Rồi, sau đó trong đây thì thầy sẽ More Column. Trong đây thì thầy sẽ là chọn kiểu cột cần chia. Rồi, sau đó chọn line between. Nếu muốn có đường phân cách, đường phân cách giữa các cột nha. Rồi, ok, nếu có đường phân cách giữa các cột, nha. Rồi, đây bây giờ thầy sẽ chọn vàng vừa đủ. Thầy sẽ bấm vào trong khoan xin lỗi, có một cái là thầy mất quên. Trước khi chia, ta phải enter cuối đoạn văn. Rồi, chọn toàn bộ đoạn văn, nhưng không chọn di dòng. Nhấn Ctrl J. Ctrl J nha. Rồi, thầy giải thích tại sao. Thầy làm xong lát này thầy thêm mấy cái ý này. Rồi, như vậy thì sẽ chọn xong. Rồi, sau đó thì nhấn Ctrl J, thì vào trong file layout thì chọn column, thì bấm more column, thì chọn kiểu, nhớ nè, chia làm hai, chia làm ba, chia cột nhỏ cột lớn, chia cột lớn cột nhỏ nha. Xin lỗi, cái đề của mình đây, cái đề của mình á là nó là cột nhỏ cột lớn, đúng không? Như vậy thì chúng ta sẽ vào trong layout, chọn column, more column, chọn cột nhỏ cột lớn, rồi bấm ok là xong. Tại vì nó không có đường phân cách, đề của mình nó không có đường phân cách tại đây. Còn nếu cái đề mà có đường phân cách á thì trong cửa sổ này, trong cửa sổ More Column, chúng ta đánh dấu thêm cái dấu này thì nó có đường phân cách, còn mình không có là thôi. Thấy chưa? Rồi, như vậy thì chúng ta đã chia được cột. Rồi, bây giờ thầy giải thích cái này xong rồi chúng ta làm bài tập nha. Thầy giải thích nè. Ví dụ như thầy có một cái văn bản. Đó, ví dụ như đây. Rồi, vậy đó. Thầy nhập xong nha, tới đây nè. Rồi, cái đoạn văn của mình nè, khi mà bắt đầu mình nhập á. Rồi, ví dụ thầy nhập xong nha, nhớ enter về ba dòng nha. Ví dụ như thầy đóng vai là thầy đã nhập á. Trước khi nhập thầy enter vào ba dòng. Thì nhập xong á, tới đây. Đây, thầy nhập nè. Pmax.com. Rồi, xong đóng ngoặc lại. Rồi, thầy không enter nha, không enter. Rồi, bây giờ thầy giải thích nè. Thứ nhất, tại sao phải Ctrl J? Thầy chọn nè, chúng ta thấy bên này nó thuộc ra thuộc vô không? Thì cái việc mà Ctrl J á, nó giúp cho chúng ta canh đều hai bên cho nó đẹp. À, đúng ý đồ của thầy. Đây, chúng ta chọn, chúng ta phải nhấn Ctrl J. Thấy chưa? Rồi, trước khi chia cột ta phải enter đoạn văn. Chọn được đoạn văn nhưng không chọn dư dòng. Nhấn vào trên dây. Rồi, như vậy thì chúng ta sẽ còn trên dây. Bây giờ muốn chia cột nào,
mà thầy quên enter nhé, thầy quên enter mất tiêu, thì chỉ còn này bấm xong thì bấm vào file layout, thì chọn column, thì chọn more column, thì chia cho nó, được chưa? Rồi thì chia đông ra, được chưa? Như vậy không ra đó là do mình chưa enter, cho nên trong cái này thầy nhắc đàng hoàng trước khi chia cột phải enter cứ đồng vàng nha. Rồi ok, đó là lý do tại sao mình phải enter. Rồi mà khi chọn á, mình lại cũng muốn chọn dư dòng thì quét là vừa đủ thôi thì sẽ chia được ha, quét vừa đủ thì chia được. Nhưng mà quét mà dư ra, rồi column, bo column, nó sẽ không được. Đó, nhớ nha, thì là đó cái lưu ý khi chúng ta làm chia cột. Okay. Rồi xong, đó là cái những cái phần mà chúng ta cần chia cột. Rồi bây giờ thì trả máy, chúng ta làm cho thầy lại cái phần này. Rồi chờ xíu thầy lấy cái đề ra chúng ta làm nha. Rồi bây giờ cái đề thì thầy nói lại nè, thầy sẽ gửi cái file này qua cho chúng ta. Cái file này á là thầy để trong cái ôn thi cơ bản, nó có cái dữ liệu thực hành Word nha. Thì thầy đã gửi cho cái bạn lớp trưởng rồi, bạn lớp trưởng sẽ gửi cho chúng ta. Đã rồi gửi chưa? Chưa, xin lỗi, chưa. Đã, à không phải, chưa. Để thầy lấy lại cái file. Chọn file, stop, ôn thi cơ bản. Đây, đây là cái file thực hành nha. À, thực hành. Rồi, lớp trưởng sẽ gửi cho chúng ta cái này. Và nhiệm vụ của mình á là sau khi download về rồi nha, sau khi download về máy á, đây thì chúng ta làm như nào, chúng ta mở cái Word của mình ra nha, Word của mình ra. Rồi tức là mình bấm vào đây mình nó sẽ mở cái Word ra. Rồi chúng ta enter vào ba dòng, thì thay vì chúng ta bắt đầu nhập vô đây ha, thay vì vào nội dung thì mở cái file này ra, mở cái file này ra, mở cái file này ra, được chưa? Chúng ta mới chép nào, chép bằng này ở trên xe, chúng ta mới đưa vào trong cái file của mình đó. Rồi còn chúng về, rồi sau đó chúng ta thực hành cho thầy, hiểu không? Chúng ta hiểu ý của thầy không? Thầy nói lại lần nữa, sợ có một vài bạn chưa nắm cái yêu cầu của thầy nha. Chưa nắm cái yêu cầu của thầy có nghĩa là gì nào? Bây giờ đó, mai mốt mình thi á, ví dụ như chuột phải new work, rồi 1 2 3, rồi xong, xong sau đó mình mới mở thằng này ra, mình mới làm 6 bước cho thầy, 6 bước hồi nãy, rồi mình enter xuống, bắt đầu mình nhập vào đây, nhập nội dung cái đề, cái đề hội chứng cơn bão cytokine nha. Rồi bây giờ mình mới nhập vào đây hội chứng cơn bão rồi cytokine. Bây giờ mình mà mình nhập cái này là hết giờ rồi, mình cần là cần học mấy cái kia, cho nên thầy đã chuẩn bị sẵn cho chúng ta cái bài đó rồi. Thì chúng ta tới đây, chúng ta làm tới đây rồi, chúng ta đừng có nhập, chúng ta mới thu nhỏ này lại, chúng ta mới lấy cái bài thực biểu thực hành ra đó, chúng ta mới cóp nha, chúng ta mới cóp thằng này nè, bên C chúng ta mới mở cái thư mục của mình ra, mở cái bài của mình ra, chúng ta cùng tìm về ha. Rồi sau đó nhớ phân nó ra,
chọn khối, rồi kéo nó qua, xin lỗi, chọn khối hết, Ctrl-C trước nha, rồi Ctrl-C hết, Ctrl-C cho nó đều nha, Ctrl-C trước, rồi ok, chọn khối, kéo nó vô, Ctrl-C đầu tiên hết, trước hết nha, Ctrl-C đầu tiên hết á, có nghĩa là vậy nào, sau khi mình chép qua, chọn khối cho thầy hết, rồi nhất Ctrl-C đầu tiên, ha, à, cái đầu tiên, như vậy hồi nãy thầy ghi bên đây cũng như bị sai rồi đó, thầy, rồi, rồi Ctrl-C đầu tiên nha, Ctrl-C vô là chọn đoạn văn là trước khi chưa cột, ta phải tới cuối đoạn văn, rồi sau đó chọn toàn bộ văn bản, toàn bộ đoạn văn ha, toàn bộ đoạn văn, rồi nhấn Ctrl-C, Ctrl-G, Ctrl-G ha, Ctrl-G, nhớ nha, nhấn Ctrl-G, ok, rồi chúng ta bấm vào đây, chúng ta nhấn Ctrl-G, rồi sau đó chúng ta bắt đầu làm các bước, nhắc lại các bước cho chúng ta là cho nó dễ nha, rồi chọn khối, kéo cục vuông vô, sau đó vào trong home ha, home chúng ta vào đâu vào CDN ha, vào CDN, rồi chúng ta sẽ chọn nét, rồi tắt thằng này đi, rồi ta vào trong CDN, chúng ta bấm màu, rồi chúng ta bấm vào size, chúng ta sẽ chọn nó là khung, à xin lỗi, hoa văn, ok, sau đó chúng ta sẽ chọn đoạn văn ha, chọn đoạn văn, rồi chúng ta sẽ vào trong page layout, chọn column, chọn more column, rồi chúng ta sẽ chọn left, rồi bấm ok, rồi bây giờ làm tới đây cho thầy nha, giờ thầy ngưng lại, chúng ta hiểu ý, cái lớp hiểu ý cho thầy chưa, chúng ta làm được không, nghe được không? Dạ được, dạ được. Rồi, ok, giờ làm đi nha, làm với thầy. Cái lúc chi mà nó dư cái đoạn biến chứng cho thứ hai thầy hả, em sao? Thấy thầy, em thấy thầy chia hai cột mà nó cái dòng biến chứng nhiễm trùng huyết nó nằm bên cái cột thứ hai đó. Mình cắt là mình dán qua cột thứ nhất hả? Không, không, không. Mình quét hết luôn chứ. Quét hết luôn nha. Đây. Rồi, cái nào? Hồi nãy thầy chia cột, hai cột đó. Có cái chữ biến chứng nhiễm trùng huyết á. Theo đề bài nó nằm cột thứ nhất. Đâu, cái nào đâu? Cái cột thứ hai thầy, ở trên cùng của cái cột thứ hai. À bây giờ như thế này nha. Dạ. Cái này khi mình làm á, không cần phải giống y chang cái đó, là vì tùy theo phông chữ cỡ chữ nữa, kịp không? Miễn sao mình chia làm hai cột được rồi nha, là vì mình còn chưa làm những cái này nè, mình chưa có những cái động tác kia vô, chưa có những hình ảnh đưa chang vô, kịp không? Khi chúng ta có những hình ảnh ta chang vô thì nó sẽ chiếm chỗ, nó đẩy qua, hiểu không? Ta đi từng bước nha. Rồi ok, giờ làm với thầy đi nha.
À, chúng tôi làm được không? Dạ xong rồi thầy. À, xong rồi hả? Ok, tốt. Thôi học cái mới nha. Ok. Rồi, bây giờ chúng ta qua cái mới. Rồi. Bây giờ mình có các phần còn lại. Làm chữ to đùng. Rồi. Làm chữ to đồng à, làm chữ to đồng, làm cái chữ quật ạt, chèn hình ảnh, chèn shape, tức là chèn cái hình vẽ vô. Rồi thì bây giờ như vậy mình đã biết cách chia cột, thuộc vào đoạn văn, biết cách kẻ khung chưa còn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua cái phần đưa các đối tượng vào. Thì các đối tượng trong văn bản có thể là quật ạt nè, quật ạt nè, có cái tên là quật ạt nè, tức là chữ nghệ thuật ha, chữ chữ nghệ thuật ha, nó cong, nó cong rồi nó uốn lượn gì đó, tôi gọi là chữ nghệ thuật. Thứ hai nữa đưa hình vẽ vô, đưa hình vẽ vô. Thứ ba nữa là chúng ta làm chữ to đùng. Thứ tư nữa là chúng ta dùng cái này người ta gọi là shape. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ học thêm cái này xong chúng ta nghỉ ha. Rồi như vậy chia cột đoạn văn ta biết rồi.
Rồi bây giờ chúng ta ngàn ngàn các đối tượng, ngàn các đối tượng, đối tượng vào văn bản à, ngàn các đối tượng rồi, ngàn các đối tượng vào văn bản, ngàn các đối tượng vào văn bản. Rồi thì các đối tượng chúng ta gồm có là cấp kép, cấp kép à, cấp kép kép tức là chữ to á, chữ to đùng trước, đứng trước đoạn văn ha, chữ to đùng đứng trước, đứng đầu văn bản ha, đứng đầu văn bản, đứng đầu đoạn văn, bị một đường một cái nói não rồi, ok nhất, ok rồi, ok. Thì để tạo rốt kép á, chúng ta chọn chữ đầu đoạn văn, sau đó chúng ta sẽ vào insert, chọn drop cap, chọn drop cap option. Rồi muốn làm chữ to đùng chúng ta chọn chữ đó đứng trước đoạn văn, ta vào insert, ta vào drop cap, ta bấm drop cap option, ta chọn chữ rốt ở giữa, trong này nó có line to drop đang là 3 có nghĩa là nó chiếm 3 dòng, 1 dòng, 2 dòng, 3 dòng. Vậy chúng ta tùy theo, chúng ta có thể chọn 2 nó chiếm 2 dòng, hoặc 4 nó chiếm 4 dòng. Vậy line to drop thì nó chiếm chiều cao, nó chiếm bao nhiêu dòng? Thì làm lại, chọn nó xong insert, drop cap, drop cap option, thì chọn drop. Rồi ở đây thì cho 2 dòng, bấm ok xong. Nếu chúng ta muốn nguyên một từ làm drop cap, chẳng hạn chúng ta nguyên chữ hội làm drop cap, thì chúng ta chọn nguyên cái chữ hội đó, đừng chọn dư dây nha, chọn vừa đủ thôi. Chúng ta vào insert, chúng ta vào drop cap, chúng ta chọn drop cap option, thì cũng như vậy thôi, chọn drop, muốn 2 thì sẽ chọn 2 xong. Như vậy là chúng ta đã làm được cái à, như vậy drop cap, các đối tượng của nó là nhất là drop cap. Rồi thì muốn làm thì chúng ta sẽ bấm vào insert, insert drop cap, rồi drop cap option, drop cap option, yeah, drop cap option, rồi drop cap option. Rồi trong này thì chúng ta sẽ à, drop cap option, chọn biểu tượng, chọn biểu tượng drop rồi ha, chọn drop rồi, chọn số dòng trong line to drop, line to drop à, sau đó tôi bấm ok, số dòng sau đó tôi bấm ok. À, ha, ví dụ như đây ha, chọn biểu tượng drop nha, chữ to đùng đầu đoạn văn, tức là đầu tiên mình phải chọn nó nha. Rồi như vậy đây, chọn chữ h, rồi insert, drop cap,
Second option. Chọn group. Chọn 2. Chọn ký hội. Insert. Drop cap. Rồi, second option. Chọn nó. Chọn 2. Xong. Rồi, bây giờ chúng ta là làm được cái chữ to đùng. Nhưng mà trong cái đề của mình, chữ to đùng nó có cái hoa văn nè. Nó có cái hoa văn. Thậm chí có cái đề, nó có cái khung. Ví dụ ví dụ có những cái đề đây chẳng hạn, cái chữ T nó có đóng khung rồi hoa văn thì làm sao, đúng chưa? Rồi như vậy mình thấy cái đề này cái giống như mình làm không, cứ kéo vô thuộc vô thì chia cột thôi, đúng chưa? Rồi bây giờ thầy hướng dẫn chúng ta làm sao có khung và có nền, thì thực chất ra nó không có gì khó hết. Cái này mình học rồi, chọn nó, muốn cả khung tô nền cho nó thì mình đã học rồi, đúng không? Muốn cả khung tô nền cho nó thì mình thế này, muốn cả khung tô nền mình học rồi nè, border screen nè, là cái này đây, đúng chưa? Rồi muốn cả khung chọn nó, nhớ chọn nha, chọn là thì chọn cái khung ở ngoài á, home border screen. Muốn cả khung thì mình chọn size đây, tức là mình học rồi đó, không gì cả, thấy chưa? Muốn tô nền chọn nó, vào home border screen. Rồi chúng ta chọn shading nè, cái này không có khung mà có nền thì ta vào đây cũng vậy thôi, chọn màu, rồi chọn hoa văn, rồi bấm ok, rồi chúng ta nắm được không? Rồi bây giờ rồi chúng ta muốn ngắn bớt thì ta kéo ngắn bớt vậy thôi, cái này thì mình xử lý sau nha, này mình xử lý sau. Rồi ok, như vậy là chúng ta đã làm được cách cái đề của mình là giải quyết được chữ H và chữ hội, chữ to đùng. Và lưu ý một điều là cái này chúng ta có thể kéo được nha, nắm ta kéo sau này mình nắm mình kéo được, ta di chuyển được ha, ta di chuyển được, ta di chuyển được nha. Rồi ok, có nhiều trường hợp cái chày thì chúng ta nắm khung nó ta kéo được nha, bấm khung nó ta kéo. Rồi chúng ta có thể kéo đi, di chuyển nó đi. Rồi di chuyển nó đi khúc nha. Nhiều khi đề cắt cớ đó, cho làm như vậy thì mình cứ nắm mình kéo đi được, được chưa? Rồi như vậy là chúng ta đã giải quyết được cái phần thứ nhất, drop cap. Phần thứ hai chúng ta sẽ chèn hình ảnh, chèn hình ảnh. Rồi thứ nhất là chia cột, chèn đối tượng vào văn bản, xin lỗi, nhất là drop cap. Thứ hai là chèn hình, chèn hình nha, chèn hình. Muốn chèn hình á, insert clip art nha, insert clip art. Rồi insert clip art, chúng ta bấm nút go, chúng ta chèn hình vô, chọn một hình bất kỳ, vô thi chúng ta chọn một hình bất kỳ nha, hình nào cũng được hết. Trừ khi đề người ta yêu cầu chúng ta chọn hình nào thì người ta phải cho mình biết vô đâu mà lấy, còn không thì chúng ta lấy đài một cái hình nào đó đưa vô đó, chọn hình vô nha. Rồi như vậy muốn chèn hình, rồi muốn chèn hình chúng ta sẽ vào insert, insert clip art. Rồi sau đó bấm nút go,
Rồi ok. Đấy rồi. Nói lại lần nữa. Rồi, cái văn bản của mình làm xong rồi. Bây giờ mức chân hình đặt trỏ ở đây. Ở đâu cũng được hết trong văn bản. Insert. Clip art. Bấm được vô. À, insert. Bấm clip art. Bấm được vô. Rồi, chúng ta chọn một cái hình. Làm ta chèn được ha. Sau khi chèn hình xong thì chúng ta làm gì? Ha, rồi. Sau khi chèn hình xong. Rồi. Sau khi chèn hình xong thì ha. Rồi, thì thay đổi kích thước. Thay đổi kích thước. Rồi, okay, ha. Thứ hai nữa là gọi biểu tượng hình con chó. À, cái này gọi là wrap text. Ha. Rồi chọn. Để chọn. Chọn. Square. À, hoặc là hai. Hoặc là behind test. Rồi ha, behind test. Rồi, xong. Đây. Bây giờ thì chèn hình vô. Sau khi chèn hình vô thầy thu nhỏ kích thước ha. À, nhiều khi hình nó to hoặc nó nhỏ thì mình kéo nó ra, kéo gấp á. Rồi thầy kích thước xong thầy bấm vào wrap text hình con chó nè. À, wrap text trên đây nè, bấm biểu tượng hình con chó trên đây. Test. Trong này nó có nhiều cái mục, cái chức năng. Mình thường hay chọn ba cái: square, size, behind text. Vậy tùy theo trường hợp, khi nào mình chọn square, khi nào chọn size, khi nào chọn behind text. Đây, thầy cho ví dụ. Thì chọn cái hình này đi. Rồi ok. Thì thu nhỏ. Sau đó thì bấm vào wrap text cho square. Rồi thì nắm thì kéo đặt văn bản. Chúng ta thấy là nó giống như một cái hình vuông vức. Đúng không? Giống như có một khung vuông vức á. Khoảng trống của nó rất nhiều nè, nó chặt vuông vức nè, cái cạnh nó vuông vức hết, cho nên người ta gọi square. Nếu thì chọn size thì quăng thì đưa vô thì chúng ta thấy sao, chữ nó bo theo cái hình, chữ nó bo theo cái hình. Và nếu thì chọn nó là behind text thì chữ nó sẽ nằm dưới văn bản, xin lỗi, hình nằm dưới văn bản. Vậy tùy theo đề mà chúng ta chọn nó square hay là không, hay là tie hay behind text. Thì nói một lần nữa, muốn chèn hình insert, à, clip art, bấm nút go, insert clip art, bấm nút go. Rồi sau đó chúng ta chọn cái hình, chọn hình xong thì nhớ thu nhỏ kích thước. Rồi sau đó chúng ta sẽ vào trong các test. Tùy theo cái hình của đề mà chúng ta chọn ba cái đó, chúng ta chọn cái nào mà đúng thì thôi ha. Rồi ví dụ như vuông vức thì chúng ta chọn cái này, mà muốn cái chữ nó ôm hết đó, thì chúng ta chọn sai ha. Mình chọn hai đó, nó ôm theo cái chữ đó, nó ôm theo ha, nó cầm theo cái hình. Còn nếu không thì chúng ta chọn một trong ba cái, chọn behind test.
hay test tức là nó chìm xuống dưới văn bản nha. Rồi thì đó là dàn hình. Như vậy chúng ta giải quyết được cái thứ hai. À, dàn hình vô. Đúng nhỏ. Rồi, tùy theo đề chúng ta sẽ chọn square hoặc size behind text. Ví dụ như thế. Rồi, ok. Như vậy đối với cái đề này, đối với đề của mình, đây chính là cái type, tức là nó bo theo hình nè, bo theo cái hình. Ha. Như vậy thì bây giờ mình sẽ lấy cái hình đó thử ra nha. Rồi, đây. Chúng ta sẽ chọn cái hình cái biểu tượng á, biểu tượng của mình á, biểu tượng y tế của mình á. Đây, vô. Rồi, sau đó chúng ta sẽ kích vào thu nhỏ. Rồi, sau đó chúng ta sẽ chọn nó là grab test và chúng ta chọn size. Rồi, ta quăng vô. Quăng vô, ha. Quăng vô. Thấy chưa? Chúng ta quăng vô. Đó. Rồi, thấy chưa? Như vậy là ta quay cái đề nè. Rồi, bây giờ biến chứng nhiễm trùng đã nhảy qua đây. Và chúng ta lưu ý, không phải vô thi, chúng ta bắt buộc phải làm sao ở đây cái chữ miễn dịch của cơ, rồi thể, rồi đây là nhập, như, khoảng trống như vậy, không cần nha. Không có cần thiết cái chuyện đó, miễn sao chúng ta biết cách chia như vậy được rồi. Chứ không cần phải giống y chang như trong đó nha. Chúng ta làm như vậy được rồi, là xong. Rồi, tiếp theo. Chúng ta sẽ rồi thì quên quay cái này rồi, còn nó lại nha, sorry thì quên quay cái này lại rồi, rồi nó nhanh thôi nha, nhanh thầy ơi, cái máy nó không có cái clip art thì đây đúng đúng thầy đang nói đó, thầy đang chuẩn bị thầy nói đó. Chờ xíu quay lên. Nó đang quay, chờ xíu. Nó đang chậm quá. Chờ xíu. Chúng ta chỉ còn hai mục nữa thôi. À, mục thứ nhất. À, còn hai mục nữa thôi. Mục là chúng ta chèn cái quạt ạc với cái này nữa thôi xong. Nha, ráng đi. Mình có 9 buổi. 9 buổi xong đi. Rồi. Rồi, ok. Nha, rồi, ok. Rồi bây giờ sẽ nói lại. Muốn dàn hình. Chúng ta vào insert. Chúng ta vào clip art. Bấm nút go. Ta lấy hình ra. Không. Ta lấy hình ra. Rồi, lấy hình ra. Ta đó thu nhỏ lại. Rồi, sau đó chúng ta chọn Grab Test. Chúng ta chọn một trong những cái yêu cầu đó. Rồi, ok, xong. Rồi, bây giờ cái máy của mình nè. Do cái máy của thầy đang cài để hướng dẫn chúng ta học đó, là nó giống trên trường để mình vô thi mình lấy nha, vô thi là y chang vậy đó. Muốn chèn hình thì chúng ta cứ việc là insert, chúng ta bấm vào clip art. Nhưng chúng ta máy ở nhà không phải Windows 10, không phải Word 10 thì nó sẽ không có cái nút clip art này, mà chúng ta sẽ phải bấm nút picture. À, nó có nút picture đó. Thì đây thầy sẽ gửi mấy cái hình này nè cho lớp nè. Đây. Thầy sẽ gửi hình cho lớp. Lớp cho bạn lớp trưởng rồi chúng ta sẽ gửi hình này cho lớp nha. Rồi, gửi hình cho lớp. Rồi chúng ta tải về nha. Rồi.
Ví dụ thì ta đào này xuống nha. Rồi, thì để trong trong thư mục của thầy á, đây cái hình đây. Đó, một hình đây nha. Rồi. Bây giờ thầy mới làm nè. Do thầy không có hình. À xin lỗi, do máy của mình không có clip art thì mình bấm nút picture. Rồi, khi đó mình chọn desktop có cái hình mình lấy ra cũng được nữa. Kịp không? Tôi nói lại lần nữa. Máy chúng ta nếu không phải là giống như thầy mà muốn lấy hình thì đầu tiên chúng ta phải tải ha, tải hình mà thầy gửi trong Zalo về trên máy của mình. Tải xong mình để desktop đi. Rồi. Sau đó để thực hành thì mình sẽ insert, bấm picture, chứ nút này không có ha. Bấm insert picture. Rồi, mình vào thư mục desktop của mình. Mình lấy nó ra. Rồi xong thì cũng giống vậy thôi, lấy ra thì mình vào trong practice. Mình chọn type vô. Xong. Rồi, như vậy là chúng ta đã nắm được cách chèn tình hình. Giờ cái thứ ba. Thứ ba thì tức là chèn cột A. Cột A. Thì chúng ta cũng sẽ là insert, toàn là insert không nha. Insert. Insert. Chúng ta chọn cột A. Rồi sao? Rất đơn giản. Như vậy thì chúng ta muốn chèn muốn chèn quật hạt là chữ nghệ thuật á, insert bấm vào quật hạt. Rồi mình chọn một chữ nhập vào đó ha, cơn bão cytokine. À, ví dụ như vậy nha. Rồi xong, đặt đây. Xong, bạn sẽ được kiến ha, trong cái COVID-19. Rồi, trong COVID-19. Trong COVID-19. To đùng. Chúng ta chọn cạnh của nó. Thu nhỏ. Nha, rồi ok, xong. Rồi, như vậy thì sao? Chúng ta muốn chèn quật ạc, insert quật ạc. Thấy chưa? Rồi. Để chọn cạnh của quật ạc. Không? Rồi. Thay đổi kích thước ha. Rồi có nghĩa là đây à, sao có câu này, ví dụ như bây giờ đây thì nhập lại nào, insert một ạ, cơn bão cytokine trong COVID-19. Bây giờ chúng ta muốn thay đổi kích thước đó, chúng ta bấm vào đây là kích thước này đó, nó chỉ đổi thằng này thôi, cho nên thầy mới nói làm sao muốn thay đổi kích thước nó thì ta phải bấm cái cạnh, bấm cạnh vào nó ha, bấm cạnh và thay đổi kích thước. Kích thước xem vào trong hôm ai cũng biết hết rồi ha. Rồi xong. Được chưa? Rồi xong. Sau cùng á, cái thằng một ạc á
thường thường nó không có đơn giản cho mình, mà anh làm ví dụ cong cong quẹo quẹo thế này, nó hướng chữ thay đổi nè, thì chúng ta làm sao đây? Rồi chúng ta sẽ làm sao? Thứ nhất là chọn cành của ảo kích thước, rồi muốn biến dạng, muốn biến dạng quật à, thì chọn nút x, chọn nút x effect, chọn nút text effect, effect ha, rồi chọn transform. Ok ha, rồi bây giờ nào thầy muốn chúng ta theo dõi, chứ thầy không soạn sẵn nha. Soạn sẵn thì thầy ngồi thì soạn xong, để chúng ta đưa vô chúng ta khó không có tập trung đâu, nó lướt lướt qua không ta nhớ đâu. Chúng ta chịu khó à, tuy là nó mất thời gian cho chúng ta, cũng mất thời gian cho thầy luôn, nhưng chúng ta dễ hiểu hơn, còn hơn là thầy soạn sẵn. Thầy soạn 30 giây là có cái này, chúng ta nhìn vô lướt lướt chúng ta không nhớ đâu. Ta phải nhớ nè, ví dụ soạn một a ha, soạn một a, muốn làm một a thì chúng ta insert một a, chọn một cái xong ha, ta nhập vô, nhập xong chúng ta muốn thay kích thước thì chúng ta sẽ chọn nó, chúng ta vào home, chúng ta thay đổi kích thước cho nó. Thường thường là quật ạc nó không đơn giản như vậy mà nó còn biến dạng nữa, cho nên chúng ta mới bấm vào đây, chúng ta coi nè, nó có cái nút text effect nè, text effect ha, bấm vào đây nó có transform nè, rồi sau đó chúng ta sẽ chọn một cái kiểu mà người ta yêu cầu ha, cái kiểu nó như thế nào đó, phần bảng screen đó, ví dụ thế nha, cong lên cong xuống gì đó, chúng ta sẽ chọn sao, thấy chưa? Rồi như vậy là đây là gì đây? Rồi như vậy là muốn biến dạng cuộc ạc thì chọn nút text effect transform, rồi mở ngoặc ra luôn ha. Nếu à, nếu nút này không hiển thị, không thấy thì bấm vào quật ạc, là cái chữ đó nha, à rồi chọn quật mát đó, ghi rõ cho chúng ta như vậy luôn. Có nghĩa là gì nào? Đây ví dụ thầy muốn làm quật ạc nha, insert quật ạc thì nhập xong rồi, bây giờ thấy không, có nút text effect không, có sẵn đây luôn, rồi mình bấm transform, mình đổi nó. Nhưng mà nhiều khi nó thích ra ngoài cái, rồi bây giờ đâu, bây giờ muốn biến dạng không thấy, ô cái nút biến dạng không thấy, ta phải bấm vô quật ạc đó nó mới hiện ra cái nút format, bấm vào nút format chúng ta mới thấy hiện ra, thấy chưa, hiện ra trong đây rồi, hiện ra trong đây, chọn cái, thấy chưa. Rồi như vậy là chúng ta đã giải quyết được cái phần tràng hình chữ quật ạc, và cuối cùng là tràng hình vẽ ha, hình vẽ người ta gọi là shape ha, shape máy của thầy nó bị phím, nó bị nó nhiều khi cỏ nó không ăn. Rồi cho anh vẽ tất cả shape đây, chàng hình vẽ thì sau khi mình làm xong mình insert nè, ta chọn shape nè, ta chọn cái hình đó,
chọn mũi tên, kéo một cái. Rồi sao tôi gõ vô C token để thôi, C token ha, C token, C token. Rồi như vậy là xong, hoàn tất cái bài của mình, bài thi của mình, à thi của mình. Đây, C token. Như vậy từ một cái ban đầu, từ một cái ban đầu văn bản, cái đề ban đầu chúng ta ưu tiên nhập chữ xong, cái chia cột rồi mình lần lượt mình mới đưa các đối tượng nó vô. Còn làm sao được có chữ là nó gạch 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 thì mình để sau nha, để khỏi mất thời gian. Mình làm cho thầy cái này đã. Và cuối cùng, trước khi để chúng ta làm, phải đóng khung phần này nữa nè. Cũng đóng khung, chúng ta sẽ chọn đoạn văn đó. À, chúng ta chọn cái đoạn văn này nè. Để đóng khung mình học rồi, chúng ta cứ vào trong border seeding đi. Nè, border seeding nè. À, border seeding. Rồi, border seeding. Chúng ta sẽ chọn kiểu khung cái là xong ngay. Xong 30 giây, đóng khung cho nó. Rồi, xong. Được chưa? Rồi, như vậy là chúng ta đã hoàn tất được các đối tượng. Rồi, bây giờ phần còn lại chúng ta thực hành lại cho thầy. Làm y chang, không phải y chang, tức là làm cho thầy chèn hình ảnh vô, chèn rocket vô, chèn một ạc, chèn cái này. Làm xong được, thầy mới chỉnh lại cho chúng ta muốn làm cái sọc sọc như thế nào. Chỉnh cái này làm sao không có. Chứ bây giờ nói nhiều chúng ta không nhớ đâu. Trước nhất là làm cho đưa cho thầy đã, sau đó mình tinh chỉnh sau. Rồi, ở đây thầy nói chút xíu là vì hồi nãy thầy quên quay video, cho nên cái phần rocket này nè, thầy nói lại xíu nha. Rồi, muốn tạo rocket, muốn tạo rocket, muốn tạo rocket thì chúng ta chọn nó, sau đó chúng ta vào insert, chúng ta vào rocket, chúng ta chọn rocket option, chúng ta chọn rope, thì chúng ta chọn kiểu, à xin lỗi, chọn cái số, số dòng, xong nha, xong rồi. Thôi bây giờ nói này luôn cho nó xíu rồi đi. Rồi nói luôn để mình làm. Bây giờ muốn cho á, muốn cho đó mà đóng khung á, muốn cho đóng khung giống như cái đề nè, sẵn nói luôn cho rồi nè. Muốn cho đóng khung giống như cái đề đó, à, có chữ H nè và đóng khung được cái này đó, thì chúng ta nên làm đóng khung trước nha. Tức là chúng ta sẽ đóng khung trước nè, chúng ta chọn khung, chúng ta đóng trước home border seeding, chúng ta đóng khung trước. Rồi xong, thấy chưa? Rồi khi đó chúng ta mới làm rocket sau, chọn nó, chúng ta insert, chúng ta rocket, chúng ta làm sao thì nó sẽ không bị dính cái khung, thấy chưa? Dính khung nha. Rồi bây giờ trả máy, chúng ta làm. Rồi coi như phần lý thuyết thầy đã nói kỹ chúng ta rồi, bây giờ phần còn lại thực hành thì mấy bạn, mấy anh chị làm tiếp cho thầy phần này. Còn cái khung rìa phía sau ngoài nè thì cũng sẽ nói sau, nó nhiều quá mà không nhớ rồi. Rồi bây giờ chúng ta làm nha, thầy đang ngồi ngồi đây đây đó, chúng ta làm với thầy. Ok chưa? Chúng ta hiểu ý không? Bạn Phạm Thị Sáu thấy có vẻ là làm nhanh á, có hiểu thầy nói không? Dạ em hiểu thầy. Ok, mấy bạn khác luôn nha. Thầy gọi ngẫu nhiên, có tên trên đây thì gọi thử thôi. À, thì gọi ngẫu nhiên. Rồi.
Còn nào trong quá trình làm mà chưa hiểu chỗ nào thì cứ hỏi, thầy vẫn còn đứng đây. Bạn Nguyễn Đăng Hoàng có nắm được không? Anh Hoàng nắm được không? Dạ em đang làm này. Ok. Thắc mắc cái gì cứ hỏi nha. Dạ này. Mình cứ từ từ mình chậm nhưng mà nó chắc hơn là nó lướt lướt nhanh chúng ta không có nắm đâu. À để tôi gửi cái file qua nữa. Cái máy của em mà chọn đơn vị đo nó không có cái cửa ẹp quanh thầy, Nói lại cái chỗ mà 6 bước có thầy, bước thứ hai chọn đơn vị đo ừ em vô file option mà cái chữ ẹp quanh em tìm không thấy thầy. pháp sinh hả? Dạ Vậy là cái máy của em là xài quật máy có biết không? dạ không mà chắc không cũ lắm đó thầy. Còn không thì chọn scenario gì đó, anh chụp cái màn hình cho thầy coi coi nha. Em chụp gửi lớp trưởng gửi cho thầy hả? Ok, Dạ gọi cái đó nha.
Word 10 mà không phải 16. Vậy thì em thử bấm vào trong cái mục là General and Sale nha. Bấm vào cái mục General á, coi thử nó có nằm trong đó không nha. Rồi General coi thử nó có nằm, một là chọn Edit nha, nó có thể nó nằm ở trong mục Edit á, cái cột phía trên bên trái đó. Ha, bấm vào Edit thử coi thử nó có cái nào mà đơn vị đo hay không. Thứ hai nữa là bấm vào trong General, nó không có một trong hai cái đó thôi nha. Có nghĩa là nó đặt ở vị trí khác. Do máy của em là cài cái đời mới đó, thành ra mới hơn cái kia thì nó không có. Nha, không có thì mình chỉnh chỉnh vào trong Word Edit. Mà nếu tìm không ra nữa đó thì coi như tạm thời chấp nhận để như vậy để mình thực hành cái đã nha. À, để rồi mai á quay lại chỗ đó, quay lại cái ấy là thì qua giùm cho. Chứ bây giờ mà thì chỉnh này cho em á thì là mất thời gian cho lớp nữa nha. Giờ coi như là bấm vào trong Edit là một, hai là Zero coi thử có chỗ nào mà có đơn vị đo không nha. Còn nếu không á thì mình cứ tạm thời mình làm Word đi, mình bỏ qua cái bước 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 chỉnh thước đo. Nhưng mà mình biết như vậy để mai mốt vô thi là mình phải chỉnh nha. Dạ, vô zero có này. À, có không? Ở đó thì nói đó. À, có thể nó nằm trong zero đó nha. Vậy là ok rồi nha. Cảm ơn thầy. Dạ. À. Sao không hỏi gì? Em không thấy có cái chỗ con chó ở chỗ nào thầy? Chó là rất test nha. Rồi nếu như máy nào mà không có gửi dựng con chó thì mình ra cái ô gần gần bên đó đó, có trong phục mát đó, nó có ha, nó có cái vòng 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 cái nút khác nha, thay thế vị trí đó nha, bấm vô, tức là trong format luôn á, nó có mấy cái nút đó, tìm trên đó. Đây. Rồi. Xem chung nào. Mấy bạn nào không có? Mấy bạn nào không có? Ví dụ thầy chàng nè, insert nè. Thấy màn hình thầy chưa? Chưa thầy. Chưa thấy thầy ơi. Chưa thấy không? Rồi. Ví dụ thì chàng hình nha, insert nè, tức là picture hay là cái gì cũng được hết nha, thầy lấy ra thì trong nút format nha, nó có cái hình biểu tượng giống như vậy, giống vậy nè, không hình, không phải hình con chó, nhưng mà nó có chữ wrap test nha, nó có chữ wrap test, nó có chữ wrap test, tìm cái đó ra cho thầy nha, chữ với đúp nè, wrap nè, test nha, thấy chưa? À, em thấy rồi. Ờ đó nha, nó không hình con chó thì nó có chữ rap test. Ok, có chữ rap test. Làm cho thầy nha. Ừ. Thầy ơi, cho em hỏi. Hỏi cái đi. bước thứ 5 mà em vào home. Ừ. À, như là bấm mũi tên trong ba ra ráp á.
mà Ừ. cái biểu tượng paragraph là gì thầy? Hả? Cái bước thứ năm thầy nói là bấm mũi tên trong paragraph. Ok. Rồi sau đó bấm enter trả về không. Nhưng mà cái mũi tên trong paragraph là em không biết lấy đâu luôn thầy. Paragraph hả? Dạ. Như cái sát bên paragraph mà. Nó có Đây. chữ. Đây 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 đây. Thấy thấy màn hình thầy không? Dạ chưa. Dạ thấy mà. Không, paragraph là như này nè. Mũi tên đây nè. Paragraph nó có mũi tên nè. Ủa máy em không có cái chữ paragraph đó luôn thầy. Đâu? Phải chụp màn hình thầy coi. Rồi ạ. Ừ. Rồi nếu không có à, nếu không không thấy thì bấm vào trong cho thầy cái bấm cho thầy cái chỗ page layout thì coi, bấm vào cái thẻ page layout chụp cho thầy ha một cái, thì chụp cái view, tức là bấm vào layout cho nó sổ ra nha. Dạ để em Rồi bấm. bấm vào layout cho nó sổ ra cái gì trong đó ta cho thầy coi nha, chụp Dạ. cái hình đó rồi sau đó bấm vào view bấm sổ ra cho thầy coi luôn, hiểu không? Rồi. Dạ. Ừ. Ừ. Rồi. Thằng view. Rồi view không có. Cái này không có luôn. Rồi. Paragraph view file layout không thấy. Layout home. Rồi. Rồi bây giờ nha. Em vào nút home lại cho thầy đi. Dạ. Vào home chưa? Đó rồi. Rồi, bây giờ thấy cái thước có từ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 không? Dạ có. Nhìn phía trên thì nó có cái gì? Phía trên cái thước đó hả thầy? Phía trên cái mục 22 á, vị trí 22 á. Vị trí 22 có cái gạch gạch rồi mũi tên lên xuống Chính đó thầy. xác. Rồi, Dạ. bấm vào đó cho thầy coi. Thì chụp cho thầy nha. Dạ Bấm vào dạ. đó thì chụp cho thầy. Dạ. Rồi. Bấm vào mo cho thầy một cái. Bấm vào chữ mo thấy không? Dạ rồi, nó ra paragraph rồi À, thấy chưa, nó nằm trong đó đó. Ghê nè không? thầy.
Nói Ok chung rồi. Rồi. Rồi ok nha, tức là do cái máy của mình á, nó đời khác nhưng giấu trong đó nha. cảm ơn thầy. À. Cho em hỏi cái phông chữ với cỡ chữ á, mình chọn ở bên ngoài nó cũng được chứ thầy hả? Được. Dạ, không cần vô bên trong này hả? À. Thầy ơi thầy, cái máy Rồi. sao nó không có vào được cái phần mà để lấy hình ra đấy thầy? Bấm nút go, bấm picture. Bấm nút picture đó. Nhưng nó không có ra được cái đấy thầy ơi. Rồi, chụp màn hình thầy coi nha. Thank you.
Rồi xíu nha, tôi đang chèn gửi cái hình đó, nó hơi chậm xíu. Rồi đâu, em nào thắc mắc cái nào đâu, gửi cho thầy cái hình chưa? Gửi cái hình mà không vô được lấy hình đó. Đâu, em nào thắc mắc mà không lấy hình đâu, gửi cho thầy chưa? Có chưa? Được chưa? Chưa thì gửi hình cho thầy coi. Như vậy là tất cả những gì bài học hôm nay là thầy đã gửi cho chúng ta cái file lý thuyết của buổi 2. Đồng thời là thầy cũng gửi cái video cho chúng ta về cách chia cột chèn các đối tượng một cách đầy đủ hết rồi. Bạn nào, anh chị nào làm chưa kịp ha, thì chúng ta in cái vừa có in file Word vừa xem lại cái video ha. Rồi rảnh mai là chúng ta nghỉ thì vui lòng lấy các file ra để mình làm ha. Lấy cái file ôn thi của thầy á đã cho chúng ta in ra, chúng ta kiếm những bài word nào ha, chúng ta làm hết cho thầy nha. Xin lỗi, không phải làm hết, tức là rảnh bài nào chúng ta lấy ra ta làm, mà làm phần trên thôi, tức là chỉ làm cái phần chia cột chèn hình thôi, còn phần phía dưới tab table chúng ta chưa học. Có nghĩa là mình học tới đâu, chủ đề nào chúng ta lấy ra ta làm chủ đề đó. Chủ đề hôm nay của chúng ta là chia cột chèn hình, gấp ghép kẻ khung, thì chúng ta lấy đề thi ra, mấy bộ đề ôn ra, chúng ta làm cho thầy mấy phần đó. Còn phần dưới chia cột tạo tab, sorry, phần dưới là tạo tab với tạo bảng, thì hôm sau chúng ta mới học. Ok, chúng ta nắm được cái ý đồ, cái yêu cầu của thầy chưa? Dạ rồi ạ. Ok, nhớ nha, rảnh thì làm cho thầy, không bắt buộc phải làm hết, làm được tới đâu hay tới đó ha. Tại vì mình còn 9 buổi lận, cho nên mấy bạn nào siêng rảnh có thời gian thì làm từ từ cho thầy, cho đến khi mà cuối khóa thì mình sẽ có một đủ số vốn để mình tự tin mình đi lên kinh đô mình ứng thí. Rồi đây, cái bạn gì mà nói là lấy hình không ra được mà sao không thấy gửi cho thầy cái hình, cho thầy chỉ. Thầy ơi, em lấy được rồi nhưng mà ra cái khung đấy nó lại không có di chuyển được cái khung ấy đi thầy. Thầy đã dặn rồi,
muốn lấy xong ra thì phải kêu cái hình con chó ra nha. Tức cái hình ấy, cái hình reptest á, mình chọn rồi mình mới di chuyển được nha. Em cũng không tìm cái hình đấy thầy ơi. Hình nào? Em chưa tìm thấy. Cái chữ reptest á. Đâu, chụp cho hình coi, chụp cho thầy coi coi. Nha. Lấy cái hình chụp cho thầy coi coi. Chụp thầy mới biết, thầy mới hướng dẫn được. Thầy ơi, cái máy của em sao vô hôm đó, có cái border and setting luôn á thầy. Ừ? Cái máy em vô hôm mà tìm cái border and setting không thấy luôn á thầy. Hôm hả? Dạ. Rồi bây giờ vậy nè. Dạ. Bây giờ đó, cái máy này á, là em phải tạm thời mượn một cái máy của bạn khác để mình làm nha. Hoặc là trong gia đình mình á, ai có cái máy laptop khác thì mình mượn mình làm, mình học nó dễ hơn. Là vì sao? Vì cái máy này á, là nó cài cái hệ điều hành khác, cho nên á, sẽ còn nhiều thứ rắc rối là mình không theo kịp đâu nha, không làm thực hành được đâu. Thì mình mượn bạn bè mình nha, mượn bạn bè. Hoặc là bây giờ hôm nay á, là ngày mai nè, ví dụ bạn nào làm xong rồi cho tôi mượn, tôi về tôi làm thực hành bài tập đó nha, kịp không? Rồi, nhớ nha. Rồi thêm một bạn này nữa cũng giống như vậy luôn nha. Tức là cái do cái máy mình là xài cái phiên bản mới nha, xem phiên bản mới. Thì để coi phiên bản mới, cho nên nó sẽ không có chức năng đó. Không phải chức năng đó, không phải là không có, nhưng mà nó sẽ nằm ở chỗ khác. À, thì để coi, cái này phải bấm vào trong draw hoặc design nha. Bấm vào trong trong draw đó, tức là bấm vào trong cái design á. Thấy cái màn hình có chữ design không? Cái trên á, bấm design coi thử nó có nằm trong đó hay không nha. Như vậy tốt nhất là Gina, cũng giống như bạn hồi nãy á, thì bạn này á, em này cũng phải mượn một cái máy khác để mình thực hành, để mình làm bài tập ha. Rồi vì mình thi á, là mình thi không thi trên cái phần này, mà mình thi trên Windows 10 mà thầy đang hướng dẫn đó. Hoặc là ít nhất là phải là Office 16. Cái màn hình này của các bạn, hai bạn vừa rồi á, nó là thuộc về 365 hoặc Office 365 hoặc là Office 2019 gì đó nha. Cho nên nó sẽ, chúng ta sẽ không học được trên cái máy này đâu nha. Cái biển nằm lung tung lang tang, mình vừa chọn sẽ chỉ cho chúng ta rồi chúng ta quên mất nha. Cho nên chúng ta sẽ phải mượn máy của bạn nào khác chúng ta học nha. Rồi bạn này hiểu không? Dạ, em vậy mượn tạm thời của ai làm học. Rồi như vậy hôm nay tới đây chúng ta tạm nghỉ nha. Rồi có gì mai nghỉ mốt gặp lại, ráng cố gắng làm cho thầy. Trong quá trình làm mà không được cái nào thì cứ Zalo hỏi thầy. Rồi bye bye các bạn nha. Chào thầy. Rồi chào các bạn. Rồi bye bye.